Northside blow me. Hành tinh xanh, mùa hè sôi động. Yeah, check it out. Come on. Summer, Sunday, 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 Summer, Sunday. Mùa hè lại về được thả diều lên bay cao những ước mơ. Ngọt ngào thì thầm lại một ngày qua trôi đi xóa nắng ta. Nắng có biết trước ngày vui. Mưa mau đơn ra ta là cùng nhau. Ôi bao tân thương nơi đâu giờ về quanh đây theo gió âm nồng đi. Bước đi lên đèo núi non trèo leo. Suối bơi chân lội ca tung tăng vần quanh. Mắt xanh mây trời cất câu ca thành lời. Nói sao nên lời đến giờ thì chỉ muốn cười. Có sao không? Không sao. Hương lấy giùm mình ít nước đi. Nè, uống đi. Bạn tháo bỏ cái này rồi giùm mình được không? Hả? An, sao hồi nãy An không ngăn ảnh lại? Mình ngại. Ngại cái gì? Mẹ mình nói á, nếu mà người ta quan tâm tới mình thì mình phải tế nhị và lịch sự. Ngay cả trong trường hợp mình không thích. Như vậy là giả dối. Mình không biết, nhưng mà mình được dạy là phải cư xử như vậy đó. Mình thấy bạn cứng nhắc quá. Thì sao? Mình tôn trọng người khác, nhưng mà không có đồng nghĩa với việc mình phải làm theo họ. Nhưng mà... mẹ mình dạy á, là nếu mà cái gì mình không bằng lòng thì mình phải nói. Mình nói tế nhị thôi, chứ đừng có chửi người ta là được rồi. Thôi, tụi mình không bàn cãi nữa nha. Bạn lấy giùm mình chai dầu để ở trong túi á. Cảm ơn Hân. Đau lắm hả? Không có gì. Ngủ chưa? Ngủ rồi. Ngủ rồi sao còn nói chuyện được? Thôi đừng có giỡn nữa. Tôi nói ông nghe cái này nè. Thì nói đi, tôi nghe nè. Sao hôm nay ông úp mở giống con gái quá vậy? Không biết An có sao không ha? Ôi tôi tưởng chuyện gì nữa chứ. Nghiêm trọng vậy mà. Nghiêm trọng với ông thôi chứ có phải với tôi đâu. Nói chuyện với ông thà tôi nói chuyện với cái đầu gối có lý hơn. Nếu mày cảm thấy không yên tâm thì qua bển thử đi. Qua hoài. Quan tâm thì qua nữa. Có sao đâu. Đi đi. Có ai cấm đâu. Thôi, kỳ lắm. Tớ muốn qua đó, nhưng mà tớ qua thì... Đúng là hai thằng con nít. Không biết An hết đâu chưa ta? Có khi nào nó thích An không ta? Chắc không có đâu. Nó thích Chi mà. Nó hay nói chuyện với Chi lắm mà. Nhưng mà Hình như An thích nó, cũng chưa chắc nữa. Mình đẹp trai hơn nó mà nó thì lại giỏi hơn mình. Mình chơi game hay hơn nó. Không biết An có thích mình chơi game không ha? Mà hình như An không thích thì phải á. Thôi, đi ngủ. Hả? Đau lắm hả? Không có gì đâu. Đi du lịch mà cũng cực dễ sợ. Hả? Đau hả? Ráng đi. Từ nhỏ tới giờ mình mới bị như vậy là lần đầu á. Còn mình thì bị hoài luôn á. Rồi bạn làm sao? Sao là sao? Ý mình nói là những lúc đó bạn làm sao á? Thì tự mình lo cho mình chứ sao giờ. Tôi có kinh nghiệm vụ này lắm luôn á. Ăn kiếm gì vậy? Thuốc ngủ. Chi? Để ngủ cho đỡ đau. Ai dạy bạn vậy? Không ai dạy hết. Tại An đau quá nên An nghĩ ra luôn. Ba mẹ bạn có biết không? Sao mình phải cho ba mẹ biết chứ? Dùng thuốc như vậy là không có tốt đâu. Bạn nói như bà già vậy đó. Đó là sự thật mà. Tôi đã từng đi cấp cứu rồi. Bạn uống thuốc ngủ hả? Tại mình bà gì cũng uống hết á. Ráng đi, ngày mai hết rồi. Đau quá cưng. Ôi trời ơi, tội nghiệp ơi, tội nghiệp cháu của ngoại quá nè. Con đau đâu? Con đau đâu hả? Con đau đây hả? Ôi nè, ôi chưa nè, ôi chưa nè, làm cháu ta đau nè. Ôi nín nó đi con. Ôi ráng đi con, ngày mai là hết đau hả? Hết đau nè. Ngày mai là hết đau à. Ngày mai là hết đau con. Ôi thương quá. Không biết giờ này mấy bạn kia ngủ chưa ta? Muốn biết thì qua bển coi đi. Ông làm như ông không quan tâm ai bên đó vậy? Nếu mà tôi quan tâm á thì tôi chạy qua bên đó rồi. Đâu có như ai kia. Sao nãy giờ mình đọc có thằng Trang hoài vậy ta? Thôi, tôi ngủ nha. đó. Cái ông này muốn gì ta? Mình có cảm giác có người theo dõi mình. Hả? Ai? Bây giờ phải làm gì ta? Hồi chiều á, thấy Chi có cái gì lạ lắm. Thiệt hả? Nhỏ thôi. Chi với Nam thì thầm cái gì đó. Mình thấy bình thường hai người đó đâu có thân đâu. Ừ, vậy mới lạ đó. Đâu có. Bữa trước Nam nắm tay Chi luôn á. Không, bữa nay không phải giống vậy đâu. Họ thì thầm chuyện gì đó bí mật lắm. Ừ, có chắc không? Ừ, chắc mà. Vậy chuyện gì là chuyện gì? Mình thấy hai bạn đó hai chị cũng dòm vô rừng lắm. Không biết có chuyện gì trong đó không? Vậy chắc có chuyện gì đặc biệt lắm. An không nghe thêm được gì nữa hả? Không nghe được. Hay là có cái gì đó mà anh Trung giấu hai đứa mình? Giấu hai đứa mình? Tại sao phải giấu hai đứa mình? Chắc tại ảnh thấy hai đứa mình yếu đuối á. Nhưng hình như là hai bạn kia cũng không biết nữa. Trời ơi, rắc rối quá, không có đầu mối gì hết. Hân nè, hay là mình kêu Chi dạ hỏi đi. Hỏi cái gì vậy? Thì hỏi có chuyện gì không? Vô duyên chết. Thôi mình nói chuyện khác đi ha. Bạn kể chuyện nhà bạn đi. Cũng có gì đâu. Kể cho mình nghe đi. Bạn có hai đứa em phải không? Hai đứa em mình quậy lắm luôn á. Hương nó nhỏ thôi, để cho Chi ngủ. Chắc Chi ngủ rồi quá. Nằm im, không thấy cục cội gì hết. Chứ tại mệt quá. Có phát hiện gì mới chưa? Chưa mà, giờ này tối mà phát hiện gì? Hai đứa em mình ngoan lắm. Cái gì nó cũng hy sinh cho mình hết. Mẹ mình không có tiền sắm đồ cho ba chị em á. Xong rồi hai đứa nó nhường cho mình hết đồ mới. Em biết tụi nó nói làm sao không? Sao? Tụi nó nói là mình lớn á, mình mặc đồ mới á thì mình mặc xong nó còn mặc được. Còn nếu tụi nó mặc đồ mới á thì mình mặc không có được. Ê, làm hết hồn cha. Cái gì? Đi theo tôi. Đi theo làm cái gì? Hình như có ai theo dõi tụi mình đó. Thiệt hả? Tôi thề danh dự luôn á. Ok, chờ chút. Lấy niềm pin chi? Sao dạ? Mình đi theo dõi mang niềm pin ra làm gì? Thì mình cứ đem theo thôi, lỡ mình bắt được nó là sao? Ừ, vậy cũng được. Nhanh lên. Khoan, chờ xíu. Chờ nhắn tin cái đã. Hả? Cho ai? Bí mật. Xong rồi. Đi. Ừ. Ê, có phải nó không? Không phải. Nó đó. Ông từ từ coi. Đó hả? Không, sau lưng mình đó. Thấy gì đâu. Mất tiêu rồi. Sao bây giờ? Mình đứng đây dụ nó lại. Thôi ngủ đi, khuya rồi. Im lặng thôi, đừng có la. Có nghe gì không? Có người lạ. Ra ngoài coi không? Ủa, Chi đâu rồi? Không biết nữa, gọi anh Trung không? Mình cứ ra coi. Có khi nào con hổ hôm qua sổng chuồng không? Không lẽ. Thôi mình cứ đi ra đi. Đi. Ai vậy? Tôi, Kỳ Linh. Anh làm tụi em hốt hồn. Tôi xin lỗi. Anh tới nay có chuyện gì vậy? Chân ăn hết đau chưa? Dạ, hết rồi mà anh. Tôi sợ ăn bị đau chân nên quay lại đây nè. Làm gì vậy anh? Nhai, đắp nè. Cầm lấy. Dạ, cảm ơn anh. Mời anh vô. Quân, vậy đi. Hãy đi kia đâu rồi? Thì ở đó đó anh. Ở đó là ở đâu? Em mới thấy nó ở đó mà. Em ngồi vậy đi. Mở mắt bự ra đi. Nè. Không thấy đứa nào hết á. Ủa, hai đứa đó đâu anh? Thôi đi với anh, đi kiếm hai đứa đó. Chắc hai đứa đó qua lều bên kia anh. Đi thì phải báo chứ. Anh đã cấm ban đêm không được qua lều bên kia rồi mà. Thì mấy bạn qua bển chơi một chút rồi về. Ngay cả chơi cũng không được. Thiệt, vẫn biết cô mấy cậu đi chung á. Cũng mệt quá đi à. Tụi em có làm gì đâu mà anh mệt. Thôi, nói chuyện với em nãy giờ anh cũng mệt quá. Thôi, đi kiếm tụi nó với anh đi. Gì đang ngủ. Làm cái gì mà chị hét toán lên vậy? Trời ơi là trời ơi. Ông bịt miệng tôi lôi tôi vô bụi rậm vậy mà tôi không la, mai là tôi không bị bệnh tim á. Xin lỗi nha, ai biểu chị đi quá trời hùng dũng luôn. Ủa mà sao Duy ở đây vậy? Có phát hiện ra manh mối gì chưa? Duy đã phát hiện ra manh mối đó. Manh mối gì? Tụi tôi bị người khác theo dõi. Bị theo dõi hả? Ừ. Rồi sao nữa? Ở đâu? Ai biết đâu. Mất tiêu rồi. Hả? Cái gì? Hình như nó xuất hiện kìa. Nó đi mất rồi kìa. Mình bắt nó đi. Mình bắt thì phải có lý do chứ, bắt gì? Nó theo dõi mình. Từ từ, chuyện đâu còn có đó mà. Hình như mình gặp bản sao của Quân ở đây hay sao á. Mình bắt nó đi, không thôi mất nữa bây giờ. Anh. Cái gì? Giờ biết kiếp tụi nó ở đâu anh? Thì vô liều nữ. Nếu mà mấy bạn qua liều nữ thì bây giờ các bạn cũng về liều mình rồi. Nhưng bây giờ vô liều nữ trước đã. Ủa? Mà sao hồi nãy em nói chắc chắn là tụi nó có ở bên đó, bây giờ nghi ngờ chính mình là sao? Ủa? Bộ nãy em có nói vậy hả? Ừ. Vậy thôi để em đi trước cho nha. Ê mà nè, em cũng sợ hả? Dạ, không phải là em không sợ, mà là em thấy em đi trước em đỡ sợ hơn Trung. Bỏ tay em luôn. Bây giờ nha, ông Duy á, đi vòng ra phía sau liều của tụi tôi, chặn đầu bên kia. Còn tôi với ông Nam á, chặn đầu bên này. Hễ tôi hô Xuân Phong á, là chạy lại bắt nó. Mình tôi đi vòng lên hả? Không lẽ mình tôi? Tôi hả? Tôi với Nam đi đi. Trời ơi, cái ông này không biết hả? Nam nó bị cận thị nặng. Nó đi mình sao được? Còn tôi sao đứng một mình được? Thôi, tôi biết bà sợ ma rồi. Không dám, tôi sợ ma đâu. Chứ sao? Đi lẹ đi, nó chạy mất vợ. Đứng lại. Ê, con gái, thả ra. Ê, con gái. Trời ơi, đứng lại. Trời ơi là trời. Có chuyện gì vậy? Gì vậy? Nam, Chi, Duy, mấy bạn làm gì ngoài đây vậy? Bắt kẻ gian. Kẻ gian nào? Đâu rồi? Nó theo dõi tụi mình. Nó theo dõi từ hồi trưa tới giờ á. Anh Trung. Ai vậy? Anh Trung, tại sao mấy em hành động mà không báo cho anh biết? Anh Trung, còn nhớ tới tên anh nữa hả? Tụi em xin lỗi, tại gấp quá. Lỗi tại em anh. Không phải là lúc ai có lỗi hay không. Bây giờ mấy em vô leo đi. Vô đi. Ủa, ai đây? Tôi. Anh Cờ Linh đó anh. Đi vô hết đi. Ngủ không được hả Chi? Hai bà ngủ đi. Mai mốt đi nhớ kêu tụi mình với nha. Chi có bí mật gì phải không? Cái gì cũng hết á. Hoài. Chào mấy sơn nữ. Anh Chu kìa. Sao? Ngủ có ngon không? Dạ ngon. Chào em. Bữa nay á, mình sẽ đi thăm nhà anh Cờ Linh. Các em sẽ biết thêm về phong tục tập quán và cách sinh hoạt của một gia đình người dân tộc. Anh sẽ ở đây đợi các em. Bé An nè, nhớ đừng có bị gì nữa nha. Anh chọc em hoài à. Anh này chọc em hoài. Chỉ có em là tiểu thư yếu đuối nhất đó. Thôi mấy em đi vui vẻ nha. Bye bye Chung. Dạ Chung. Đi. Tụi em đi nha. Nhớ cẩn thận nha. Vô đây nè mấy em. Vô đây. Mời ơi. Mời mời. Mấy em tới thăm My nè. Chơi tờ cùng. Đây là mấy em tới thăm Mơi. Ơn ngày ơn sao lên tiệp Mơi về. Sao anh không đưa bác đi bệnh viện đi? Có đi mà tốn nhiều tiền lắm. Đâu, anh cho em mượn tô thuốc đi. Để đâu thì không biết nữa. Đây. Hay quá, em có đủ hết rồi nè. An, mình không được dùng thuốc bừa bãi đâu. Sao lại bừa bãi? Đúng theo tao bác sĩ mà. Nhưng nếu An đưa hết thuốc thì lấy gì thuốc An uống? Vì nó đúng á. Hay là mình chừa lại đủ thuốc hôm nay thôi, chút nữa mình về khách sạn mua thêm. An cũng nghĩ vậy á. Anh lại ở nhà anh sẽ lên cơn sao. Bà không chịu lấy đâu. Thôi bác cứ nhận đi mà. Anh cứ lại cầm sao lên tiếp 10 gì giờ. Anh Cờ Linh, vì sao hôm qua anh đi theo An? Có phải là vì số thuốc này không? Nam, bạn nói chuyện gì kỳ vậy? Anh Cờ Linh, anh giải thích đi. Bạn nữa hả? Tại vì... Nam gì? Cái gì vậy? Sao vô biết? Cái áo màu đỏ đây nè. Là sao? Nhanh lên, nó chạy lắm bây giờ. Chi? Chuyện gì vậy Chi? Chuyện gì vậy? Sao bắt tôi? Được rồi, mi cục hộ. Đàm thao cha hiếu chưa ghé. En cơ cơ lan, phun phao, en ra phun phê. Nó theo dõi tụi cháu mà. Khoan đã. Mà của tôi nói á, đây là người ở trong nhà, là con cháu thôi. Với lại là người yêu của tôi, không làm gì mấy người hết, mấy người đừng có bắt. Đi là con tuôn, đi là con nơ, răn con râu, con tô, khlan vì cực hai. Mà của tôi nói, cái cô này rất là giống em gái của tôi. Anh, gì em? Hôm qua em mơ giấc mơ lạ lắm. Mơ gì? Em thấy ai đó bắt mất con mình á. Tại em lo lắng quá thôi. Không, sau đó họ trả lại. Họ muốn xin con An làm con nuôi. Rồi em có cho không? Trong mơ hả? Ừ. Có, em có cho. Có gì đâu lạ. Anh cứ vậy hoài, chọc em đó hả? Đừng có lo lắng quá vậy. Con nó lớn rồi. Vợ chồng mình ấp ủ nó từng ấy năm trời là đủ lắm rồi. Để cho con nó tự lập chứ em. Nhưng mà em vẫn lo lắm anh ơi. Anh nói không sao đâu. Lo hoài nó mau già. Già là tôi có bà khác đó nghe. Anh dám hả? Ai biểu lo hoài. Cưng lắm mà nghe. Không thấy tội nghiệp em gái cô Linh quá. Hèn gì anh cô Linh cứ theo An biết à. Làm tôi máu thâm tự nổi lên là hết biết gì hết á. Ba mẹ An mà không đưa An đi bác sĩ đúng lúc á thì chắc An cũng giống cô Lan rồi. Nhưng mà bà Hò May cũng ớn quá. Làm tôi bạn với Nam cũng kín miệng lắm á. Không nói với ai hết. Không có bằng chứng bằng cớ thì làm sao mà nói được. Vậy chứ ban đêm á, bạn bỏ tụi tôi, bạn cũng đâu có nói gì đâu. Lỡ có gì sao? Giờ đâu có gì đâu. Alo. Con nè. Con khỏe không? Dạ con khỏe ba. Sao bữa nay con gái lại gọi điện thoại hỏi thăm ba nữa? Ba này chọc con hoài à. Ba nói xấu con không à. Ba ơi. Gì con? Sao con gọi mẹ không được? Ba mới gọi mà. Nhưng mà con gọi không có được. Không biết mẹ có bị gì không nữa. Thôi được rồi, để ba gọi cho mẹ. Có gì ba báo con liền nha. Dạ. Đừng lo lắng quá nha con gái cưng của ba. Dạ. Alo con hả? Dạ. Ba nghe đây. Đợi ba chút. Ba ơi, ba coi thử coi mẹ có sao không ba. Rồi, ba đã gọi cho mẹ nè. Có khi nào mẹ bị xuyển giống con không? Rồi, để ba gọi xong ba báo cho con liền. Ba đang gọi nè. Rồi thôi ha. Hết giận chưa? Rồi. Công nhận con nhỏ đó giống An thiệt á. Nhỏ nào? Thì em của Cờ Linh đó. Tôi không thấy kỹ lắm. Ê, mà sao ông cũng hay để ý dữ vậy? Chứ ông không để ý hả? Tôi cũng tò mò, chứ không có như ông. Không như tôi là sao? Ông nói khó hiểu quá. Sao thì ông tự hiểu ha. Bộ, ông để ý chi hả? Oh my god, chứ còn cái gì nữa. Chết ông chưa? Đứng lại, đứng lại. Sao anh gọi điện thoại mà em không nghe? Tưởng có chuyện gì rồi chứ. Làm lo muốn chết. Có chuyện gì mà anh hết hồn? Chuyện con An. Con An làm sao? Không có sao. Tại nó lo lắng rồi làm anh lo lắng theo. Để anh gọi cho nó coi. Dạ. An hả? Dạ. Ba đây. Mẹ có sao không ba? Không, không có sao. Sợ là sợ con có sao đó. Con á, làm ba lo muốn chết. Con xin lỗi ba mẹ. Con yêu ba mẹ. Thôi con ha. Lần đầu tiên mình nói con yêu ba mẹ. Nhưng nói xong mình lại thấy vui biết bao. Vì mình đã giúp mẹ của anh Cờ Linh. Còn viên này là vì mình đã nói con yêu ba mẹ. Quên đi niềm thì thầm lại một ngày qua trời để xóa nắng ta. Nắng có biết trước ngày vui, mưa mau đâm ra ta là cùng nhau. Ôi bao tân thương nơi đâu giờ về quanh đây theo gió âm non đi. Bước đi lên đèo núi non trèo leo suối bơi chân.